Không thể đi, con cầm đó con chỉ em. Hay là con đứng lên cái bề đó hả? Về đó đứng không? Không, ấy hết. Cái bề này hả? Con tổ là con. Không, rồi thôi ấy, tại con cao nhất nhà nên giờ nữa thôi. Ba là ba đứng lên cái bề đó luôn không? Ừ, có được rồi đó. Đúng rồi đó. Trời, lấy lắm lên rồi đó. Như cái thế á, giỏi quá. Cái gì vậy? Xây lên. Đúng rồi đó. Ủa, cứ xây hoài má, nó mới có thế. Em xây hoài, cái con con á. Xây tới, xây tới từng bước. Xây chùa nào á mà. Cái này cái thế hả? Trong cả hai cái lôi ra được. Rồi ra tới gần cánh rồi hả? Ừ. Đó, có đó. Trời ơi, có cái thế. Giỏi quá, giỏi tay các bạn, giỏi tay các bạn. Ồ, anh ghi tuyệt vời. Rồi bỏ vô lại cái đi. Trời ơi, ghê quá, trai mẹ lớn quá. Ủa, chứ con không bỏ vô luôn, con đứng đây con bỏ làm cái gì vậy cho con? Đếm này không ngoài. Trời ơi, cả. Chưa, cái này là phải đăng lên trên cộng đồng mạng rồi. Con trai mẹ đã giỏi quá rồi. Sao không chắc con sao? Trời ơi, gắn sao mà thấy chưa vô được nè. Em cũng không biết được. Không, đúng rồi đó. Giỏi quá. Họ sẽ đi lại sao? Rồi. Sao chưa vô chưa vô? Vô chưa vô vô nè. Đây, mình mới xoay. Mình mới xoay. Cái gì nó chưa xoay? Cho nó chưa xoay. Không chưa? Chưa có vô được. Chưa vô được. Chưa quên xây rồi, người ta là chưa chia xây rồi thì giờ con là chưa quên xây rồi.